Tính đến đầu tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai đã gieo trồng được hơn 75.890 ha cây trồng các loại vụ đông xuân 2022-2023, đạt gần 98% kế hoạch đề ra và bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa cũng như tuân thủ nghiêm hướng dẫn chăm sóc của ngành nông nghiệp, đến thời điểm này diện tích cây trồng của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh bị sâu bệnh hại dần được kiểm soát và giảm đáng kể. Thống kê sơ bộ ban đầu toàn tỉnh hiện ghi nhận bệnh khảm lá virus gây hại trên cây sắn mới chỉ ghi nhận xảy ra ở 2.308 ha, xén tóc và bọ hung gây hại trên 143 ha mía và bệnh vàng lá chết chậm gây hại hơn 693 ha hồ tiêu.